Màn hình Z-Tech tích hợp 3 loại bản đồ chỉ đường thông minh Google Maps, Navitel và Vietmap. Chỉ đường đến Hồ Gươm bằng Google Maps. Đang chỉ đường đến Hồ Gươm trên ứng dụng Google Maps. Đối với bản đồ Google Maps là một trong những bản đồ quen thuộc và dễ sử dụng đối với tất cả mọi người. Bản đồ Google Maps thì sẽ phù hợp đi trong nội đô để giúp chúng ta theo dõi được mật độ giao thông, xem quãng đường nào tắc, quãng đường nào thoáng để lựa chọn một cung đường phù hợp và dễ dàng di chuyển nhất. Chỉ đường đến Hồ Gươm bằng Navitel. Đang chỉ đường đến Hồ Gươm trên ứng dụng Navitel. Chỉ đường tới Tràng An Ninh Bình bằng Vietmap. Đang chỉ đường đến Tràng An Ninh Bình trên ứng dụng Vietmap. Đối với màn hình Vietmap sẽ phù hợp cho chúng ta khi di chuyển trên những cung đường xa hoặc là khi đi trên cao tốc, bởi vì Vietmap sẽ hỗ trợ cho chúng ta về việc cảnh báo tốc độ. Ngoài ra thì không cần sử dụng mạng thì Vietmap vẫn hoàn toàn chỉ đường cho chúng ta.